Lúc này ở G26 chỉ có bộ phận huấn luyện tân binh ở lại. Tất cả đơn vị đã lên Tây Ninh từ tháng 9 năm 77. Tình hình nghe rất căng thẳng vì một anh lính của 15 oát ở lại đã bị kỷ luật vì lý do đánh mo hỏi chỉ một câu. Anh em trên ấy khỏe cả à? Chắc là kỷ luật chiến đấu rồi Vi phạm nội quy bảo mật của 15 oát. Đến đầu tháng 11, mình lên xe lên Tây Ninh. Đường thì không lạ với mình nhưng đường từ Tây Ninh trở đi xấu quá, xe chạy như rùa vì phải tránh ổ voi liên tục. Đến ngã ba Đồng Ban thì xe quẹo phải, nhìn tấm bảng khẩu hiệu tại ngã ba, vẽ cảnh dân Việt mình bị thảm sát. Với hàng chữ thù nay phải trả, mình tự nhủ trong lòng, lần này thì đánh nhau thật rồi, nhưng mà đánh nhau với Miên thì chơi. Buồn cười là khi ở tạm nhà dân cách ngã ba khoảng 2 km, cả bọn theo lệnh phải làm công tác dân vận như quét nhà, dọn vệ sinh xung quanh nhà. Chủ nhà danh trổi nói, các chú cứ nghỉ đi, các chú ở trong rừng ra chiến đấu cực khổ, nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe nói vậy, cả bọn cười thầm, nhưng không dám đính chính là lính mới tỏ tè. Sáng sớm hôm sau, lại lên xe zin màu xanh, đi về đơn vị. Đi ra ngã ba đồng quan, quẹo phải, lên sa mát, quẹo phải tiếp đi theo đường rừng, đường đi xấu vô cùng lọt vào rừng thì xe phải chạy trên hai hàng cây chống lầy. Nên người trên xe bị sốc như bỏ vào chảo đậy nắp lại rồi sốc lên cho đều khi luộc ốc. Rồi cũng tới nơi, chia ra mỗi người ở một nơi. Mình về A9, B3, C2 thuộc D26 sư đoàn 5. Tiểu đội trên chỉ có một mình mình về. Tụi được phân công về C1 hí hưởng vì C1 là đại đội vô tuyến 2W và 15W không nguy hiểm và cực khổ như C2. Là đại đội đường dây hữu tuyến nhưng là C anh hùng. Mình nhập ngũ ngày 31 tháng 7 năm 77 đến tháng 11 năm 77 xong huấn luyện, đưa thẳng ra sa mát. Lần đầu tiên vào rừng nên thấy cái gì cũng lạ. Lúc đó chắc trang bị của Trung Quốc còn tồn kho nên mình được cấp tương đối đầy đủ đồ nghề như bi đông Trung Quốc, áo chấn thủ, thắt lưng, tăng võng, vải xanh mướt, một khẩu AK, bao xe đạn thắt lưng với ba băng đạn. Sau này mình bỏ vì nhặt được bao xe ngực. Vì là thông tin hữu tuyến nên được thêm một máy 0743 Trung Quốc, một cuộn dây, một ruột tượng gạo, một túi vải con để đụng cơm nắm, một kg lương khô Trung Quốc, bốn phong, mỗi phong bốn thỏi nhỏ. Với chỉ thị là chỉ ăn khi có lệnh, mình được các ông lính cũ chỉ dẫn tận tình từ cách buộc võng để tháo nhanh, để chạy khỏi mất võng, cách mắc cọc phụ khỏi ướt. Ở suối mây khoảng gần một tháng thì bắt đầu chiến dịch K1 ngày 22 tháng 12 năm 77. Mình đi theo mũi trung đoàn 4, đánh lên phum đa, lộ 7. Khi có lệnh đi chiến dịch, được chỉ thị gửi lại đồ không cần thiết. Thế là sách vở, áo chấn thủ, mền, dạ, được gửi lại hậu cứ trong ba lô lúc này chỉ còn một bộ đồ, lương khô, võng, tăng, mấy cái quần tà lỏn cột dây, khăn mặt, màn, trên vai thêm một ruột tượng gạo 7 ngày, một máy 0743, một cuộn dây, một AK và một bao xe đạn. Đơn vị đóng ở rừng già 3 tầng, cách suối mây khoảng 300 mét. Lần đầu tiên dân cày đường nhựa ở rừng nên cái gì cũng lạ. Ngày đầu phải đau hầm vì lính tân binh như mình rất nhiều hầm không đủ. Ngày hôm sau họp để chính trị viên tiểu đoàn quán triệt tư tưởng. Chỉ còn nhớ là bắt đầu từ nay là chiến đấu thật, không còn nghĩ ngày chủ nhật như ở huấn luyện. Rồi tình hình địch ta, đang họp thì nghe tiếng rít của pháo qua đầu, cả bọn ngồi im thìn thít, nhìn chính trị viên đang đứng ngỏng tai nghe và tiếp tục nói, yên tâm, pháo của ta. Rồi sáng hôm đó bắt đầu hành quân, hình như còn 2-3 ngày nữa là Noel 577. Ăn sáng xong, được cấp hai nắm cơm cho cả ngày. Thức ăn chỉ là một gói bột nêm. Đội hình đi hàng dọc theo đường xe bò, sau đó cắt rừng qua một đơn vị bạn. Bắt đầu đi hết chẳng tranh lại vào rừng. Nghe loáng thoáng mấy ông lính cũ nói, chưa sẽ đến căn cứ Phạm Hùng. Hành quân một tiếng thì nghỉ giải lao 10 phút. Lần đầu hành quân bộ nên chưa có kinh nghiệm, uống nước nhiều, mồ hôi ra ướt cả áo. Đây cũng là lần đầu tiên mình uống nước chưa đun sôi. Bị đông hết nước, đành phải đong đầy bằng nước hố bom, nhưng sao mà nó ngọt vậy? Đến gần trưa thì bắt đầu vừa giải dây vừa hành quân. Toàn bộ đội hình chỉ có khoảng gần 20 người. Lùi thủi đi trong rừng. Vì là mũi cắt rừng nên có anh hùng xe trưởng đi theo. bên mình là B3, C2, D26, F5. B trưởng là anh Điều, người Hà Tây anh nhập ngũ năm 1972. Đến trưa thì dừng lại ăn cơm giữa một khoảng rừng thưa. Nhờ có một ít mắm ruốc sống của anh Điều cho ăn ké mà mình mới ăn hết được nắm cơm, rồi lại tiếp tục đi. Khoảng đến gần chiều thì cả đội hình dừng lại, nghe phổ biến là chuẩn bị vượt lộ Trần Lệ Xuân. Nghe nói con lộ này nằm sát biên giới với Miên. Khu vực này đã vượt đội hình đóng quân của sư đoàn rất xa nên rất cẩn thận. Vì là mũi đánh vu hồi nên đường dây dài rất dài. Vượt lộ được khoảng 1 km thì trời tối hẳn. Mình được lệnh dừng lại ở trạm giữa. Vì là trạm giữa trọng điểm nên anh Điều ở chung với chốt. Chốt chỉ có 5 người. Anh Điều, mình, anh Thuấn, A Trưởng, Long Đầu Bạc và một A Phó mà mình quên tên. Nhiệm vụ của chốt là đảm bảo sửa chữa đường dây thông tin hữu tuyến ra hai đầu, phía sau và trước nếu bị đứt dây một tiếng phải lên máy thử dây một lần phía trước đang giải dây hành tiến nên chờ phía trước gọi về để thử dây trên mình năm cây số nữa sẽ có một chốt sau khi mắc võng ổn định chỗ nằm ăn xong nắm cơm thì anh thuấn phải tổ chức đi sửa dây ở hướng phía trước vì phát hiện dây bị chập quay máy rất nặng đi ba người chỉ còn mình và anh điều ở lại chốt anh điều nằm võng ôm máy trực còn mình phải ra đường mòn hướng ra lộ Trần Lệ Xuân, cách chỗ anh Điều nằm khoảng 30 mét, gác, vì sợ trinh sát miên phát hiện đường dây rồi mò theo. Đêm hôm qua, nằm suy nghĩ mãi mới nhớ ra tên anh Hoàng A Phó, chiêm nghiệm lại chốt đầu tiên của mình năm người. Anh Điều, anh Tuấn, anh Hoàng, mình và Long Đầu Bạc, giờ chỉ còn lại ba Anh Hoàng đã hy sinh vào cuối năm 78 vì bị bom của máy bay miên ở cầu sông Tê. Long đầu bạc thì bị tập kích tại trạm giữa ở một phum đường Depoipet, phục vụ E-174 vào cuối năm 79. Lúc đó mình ở trạm giữa ngã ba con voi gần Nimit, phục vụ cho E-4. Long đầu bạc huấn luyện ở núi đất chung với mình, đầu nó có tóc bạc nên chết tên Long đầu bạc. Năm 1981, sau khi về quận Tân Bình, mình có ghé nhà Long Nhìn ảnh nó trên bàn thờ trông trẻ lạ. Anh Hoàng thì người Bắc, nhập ngũ năm 74, không nhớ quê ở tỉnh nào mà giọng nói nặng. Anh Thuấn quê Hải Phòng và anh điều vẫn khỏe, đã liên lạc lại được. Anh em trong này rất mừng. Mình nhớ là lúc đó, một lúc sau thì toán sửa dây về, nhưng khoảng 2 tiếng sau thì dây tiếp tục chập lên hướng phía trước. Lần này anh Thuấn, mình và Long Đầu Bạc phải đi sửa dây. Đường đi tối mịt mãi lần theo hướng dây mà đi. Thỉnh thoảng anh Thuấn bật đèn pin sát mặt đất để dò đường. Đi một lúc thì đường mòn trở nên rộng và lầy lội hơn. Hình như từ chỗ này đã chung đường hành quân của trung đoàn 4 nên đường mòn đầy dấu chân người. Cứ đi được một đoạn khoảng 15 phút thì anh Thuấn tìm mối dây tách ra để quay thử dây. Vì dây bị chập khó phát hiện hơn dây đứt. Thử được vài lần thì anh Tuấn liên lạc được với phía trước nhưng nghe được mà nói phía trước không nghe thấy. Nhìn anh Tuấn nói thì thào vào tai nghe máy H65, thay vì nói bình thường vào ống nói để phía trước nghe được. Mình thấy phục quá. Bài học này mình đã biết vì được học hồi huấn luyện thông tin ở núi đất, nhưng phục vì anh Tuấn phản xạ rất nhanh, chỉ 2 3 lần nói T1 đâu, T1 đâu mà anh Tuấn đã chuyển từ nói bình thường sang nói vào tai nghe và phía trước đã nghe được. Họ báo đã tìm ra chỗ chập do bộ binh đi dẫm mối nối xuống nước. Phía trước đã quay lại sửa xong. Thế là đi về. Đường quay về sao nhanh quá vì đi thoải mái. Máy H65 hết pin đúng lúc thật. Sáng hôm sau trời còn tờ mờ. Mình đang ngủ say như chết thì bị giật đầu võng. Dậy, dậy đi tiếp. Lọ mọ dậy quấn võng. Chuẩn bị ba lô đi theo các ông anh mà chẳng biết ớt giáp gì. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì tới một khu rừng dầu. Cây nào cây nấy to hai người ôm không xuể. Tầng lá rừng rất cao nên khu vực dưới đất rất trống trải và mát mẻ. Nhìn xung quanh nhiều hầm chữ A to đùng. Theo chân các anh đi tới một hầm chữ A. Có cả hầm âm làm việc thì thấy đã có đường dây thông tin mắc sẵn vào tận hầm. Hình như đây là hầm của ban chỉ huy trung đoàn 4 ở đêm qua anh Điều lấy máy 0743 của mình, đăng mắc vào dây và nói chuyện một hồi. Sau đó quay lại hội ý và phân công như sau. Chú mày ở lại chốt tại đây, đưa cuộn dây cho thằng Long, chờ phía sau lên bàn giao, còn tất cả lên chốt trên. Mình lắp bắp hỏi. Ờ, em ở đây có một mình à? Ừ, chốt ở đây một mình mày, chờ phía sau lên thì bàn giao lại. Tất cả đã đi rồi, mình mới tìm cách mắc võng và đứng lên quan sát xung quanh. Giải rác có rất nhiều hầm, hầm chữ A có, hầm thường cũng có. Xa xa cách mình khoảng 60 mét, có bóng áo xanh đang lúi húi. Mình đi đến quan sát, thì một chàng lính điềm nhiên ngồi nhóm lửa đun nấu gì đó. Mình thấy vững tâm vì xung quanh có bạn. Quay lại hầm hồi nãy ngồi lên võng, thì chuông máy đổ dồn nhấc tổ hợp lên nghe. T1, T1 đâu? hai gọi tên một đây hai nói đi lần đầu tiên được nghe chính thức chứ không phải như hồi huấn luyện mình nín thở không dám nói câu nào từ từ gạt máy cho hai bên làm việc với nhau sau khi ổn định tất cả đến lúc này mình mới cảm thấy đói hồi sáng đi chưa kịp rửa mặt đánh răng gì hết cơm nắm thì hết từ chiều hôm qua gạo thì còn một ruột tượng căng tròn nhưng lại không có nổi Nước thì chỉ còn nửa bi đông Lương khô thì có bốn cục Nhưng phải đợi chỉ thị có lệnh mới được ăn Mình thử người ra suy nghĩ Hồi nhỏ tới giờ Là dân Sài Gòn chính tông Nên đâu biết mặt mũi Anh chàng lương khô này ra sao Chỉ được mấy ông lính cũ trả lời Khi mình hỏi là nó giống bánh in Nhưng cứng hơn Suy nghĩ một hồi Mình tặc lưỡi xé một phong lương khô ra thưởng thức Chỉ ăn được hai thanh thì ngán cất hai thanh còn lại vào ba lô, chơi vài ngụm nước trong bì đông. Mình nằm xuống võng, quấn điếu thuốc dê, lắng nghe tiếng động xung quanh. Nằm một hồi lâu, thỉnh thoảng có chuông reo, nhấc tổ hợp nghe 200 mà nói chuyện được với T1 thì mình gác máy. Khoảng nửa tiếng sau, sau một hồi chuông đổ, mình nghe 200 gọi T1 rất nhiều lần mà không nghe. T1 trả lời, đang nghe ngóng thì tự nhiên, T2 đâu, T2 đâu? 200 gọi. Mình sực nhớ, ngày hôm qua anh Tuấn bảo chốt mình mật danh là T2, mình liền vội trả lời. T2 đây, T2 đây, 200 nói đi. T2 thử dây từ T2 lên T1, coi có gì không mà T1 không lên máy. Mình lúi húi tách đầu dây rồi quay máy. Máy quay nhẹ hửng. Chết trà, bị đứt rồi. Nối lại dây vào máy thì chuông lại đổ. T2, T2 đâu? 200 gọi. T2 đây Dạ đứt dây rồi anh ơi Máy quay nhẹ hứng à Đi sửa đi Dạ em ở đây có một mình Em đi sửa dây thì ai trực máy Với lại ở đây còn có một máy mà Khỏi cần trực Lấy máy đó đi sửa Vậy đi có mang ba lô đi luôn không anh Thôi Giấu ở dưới hầm Một chút quay lại chốt thôi Mang súng với máy thôi À T2 tên gì Dạ em tên T Tê đi sửa dây liền đi Dạ em đi bây giờ Thế là mình quận võng bỏ vào ba lô Giấu ở trong hầm Một AK với bao xe ở thắt lưng Một bi đồng nước Một máy 0743 đen thui Lùi thủi một mình lọ mọ Đi theo đường dây ra phía trước Để sửa dây Đi một mình dò theo đường dây Mình cũng lạnh cẳng vô cùng Vừa đi vừa quan sát phía trước Và dõi theo đường dây chạy thấp thoáng bên trái đường mòn trong rừng bây giờ đã lớn hơn nhiều. Vì có nhiều người đi nên mình không sợ lạc. Hai bên đường rừng từ từ chuyển sang thấp dần. Hai bên cây bắt đầu rậm rạp hơn. Mình cũng theo những gì đã học ở núi đất. Đi được khoảng 500 mét thì dừng lại tìm mối dây tách ra để thử. Đã bốn lần thử dây mà chỉ liên lạc được với 200. Còn T1 thì mất tâm, máy quay vẫn nhẹ hều mình đã ra tới bìa rừng. Xung quanh hai đường mòn đã xuất hiện những hố cá nhân đảo vội. Hố tròn nhỏ xíu vừa một người ngồi. Chắc đêm qua tại đây là vị trí chuẩn bị sung phong của bộ binh. Bìa rừng là vạt cây để lẫn cỏ tranh cao hơn đầu người. Thử dây lần thứ năm vẫn như vậy. Đi vừa hết vạt cây trẻ khuất thì lọt ra một cánh đồng bằng phẳng. Mình đứng núp vào bụi Đế giáp danh để quan sát xung quanh. Trước mắt là một cánh đồng ruộng khô, bên phải là một hồ nước rất rộng. Đường dây đi trách về phía trái, băng qua ruộng khô, hướng cụm vườn xanh xà xa xà. Xa. Đứng quan sát kỹ hơn, mình thấy cách khoảng 150 mét, phía ruộng khô có hai bóng áo xanh, một đứng một ngồi. Nhìn kỹ hơn, người đứng mang AK, người ngồi làm động tác như quay máy và trò chuyện vào tổ hợp. Một lúc sau, thấy cả hai đứng dậy, mình thấy rõ là trên vai người lính vừa đứng lên ngoài khẩu AK còn có mang một màu xanh xanh tương tự như H65, tức là T1 quay lại sửa dây rồi. Mình mừng quá, vội bước ra, vừa đi vừa ngoắc tay vừa la: "Ê ê!" Một chiếc áo xanh liền đưa tay lên làm loa hỏi: "T2 đó à?" Mình vội trả lời: "Ừ, T2." "T2 bị đứt dây ở đâu?" ở đây sửa được rồi mày về đi chốt mấy anh xa hơn ờ trong phung kia kìa tụi tao phát hiện dây đứt trễ thôi mày về đi thế là mình đứng tần ngần nhìn hai bóng áo xanh lầm lũi đi về hướng phung kia kìa quay lại lối cũ đi vừa gần hết vạt lẫn cỏ tranh thì bỗng nghe tiếng sột soạt trước mặt lẫn tiếng chân người mình vội vàng ngồi xuống tim đập thình thịch dương khẩu AK ra phía bờ rừng. Trước mặt mà mình không nhớ mở khóa an toàn. Hiện ra trước mắt là một anh chàng cao khều. Sau lưng đeo hai dây vuông, một trên vai cuộn, lầm lũi đi. Tiếp theo là một toán khoảng 5 người, người nào cũng từ 2 đến 3 người. Cuộn dây sau lưng AK đeo ở trước ngực. Định thần lại, chắc là lính thông tin nhà mình liền đứng dậy anh chàng cao khều khựng lại rồi nói Đi sửa dây à? Phía sau lên bàn giao chốt rồi Mày quay về ngay Lấy ba lô rồi lên phung đa Về đội hình của tiểu đoàn mày Thế là đêm hôm đó ngủ ở phung đa Là cái phung ở đằng kia Sau khi thưởng thức một nồi cháo vịt dài như dép dâu Ngọn như chè vì bỏ nước dừa tưới quá nhiều Mình bị chảy cả ngực vì leo cây hái trái dừa. Lần đầu tiên trong đời mình leo dừa vì thèm uống nước của nó quá. Mình bắn một loạt AK, nó không rớt trái, chỉ thấy nước dừa chảy tùm lum. Đành phải trèo lên hái, trèo lên thì dễ, lúc tuột xuống mới khó. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình trèo dừa. Cũng lùng sục trong phum để kiếm đồ cổ, nhưng không lượm được gì. Phum rất lớn, toàn nhà sàn to nhưng không còn dân miên nên cả bọn tự do cả toán có năm người một phung rộng thênh thang chỉ ngủ có một đêm rồi sáng mai lại vác ba lô hành quân ra lộ bảy ngủ không cần gác anh điều nói khỏi gác nhưng ngủ tàn ra và tỉnh một chút đi dọc lộ bảy không biết đi đến bao giờ mới đến điểm rừng đi trên đường lộ nhựa nắng hốc quá hành quân trên lộ bảy tới trưa thì quẹo phải vào con đường đất đi bộ khoảng vài cây số thì về đến đội hình tiểu đoàn. Đêm đó mình ngủ ở phum Tamo hay Mốt gì đó. B3 chỉ còn năm sáu mạng, đóng cách xe bộ vài chục mét, vì tất cả đã ở đường dây phục vụ các trung đoàn. Dây mình trong riêng một phum, xung quanh là đồng ruộng. Chỗ mình có hầm sẵn nên không phải đào, nhưng phải tổ chức một mũi gác. Đêm hôm đó sau khi cơm nước xong, mình tranh thủ nằm sớm ca gác của mình từ 12 giờ nên mình lên võng định ngủ sớm. Mặc võng trên một nhà sàn nhỏ xíu vì làm biếng, có cột sẵn khỏi mất công tìm. Và lại cũng ý y là ngủ ở đội hình tiểu đoàn gần sư bộ nên không sao. Ngủ trên nhà sàn cao cho nó mát. Khoảng gần 10 giờ đang lim dim trên võng thì vang lên hai loạt AK rất gần. Sau đó một tiếng ầm. Loạt đầu thì nghe dần dần nhưng loạt kế thì nghe rất giòn toác toác như là đầu nòng quay về hướng mình. Tiếng ầm như là tiếng lựu đạn nổ. Mình hoảng hồn lượm dây thắt lưng có bao xe, sách khẩu AK để dưới sàn, nhảy đại xuống đất. Vì nhà sàn hơi thấp nên chỉ bị té chúi mũi. Mình lao về hầm chữ U cách nhà sàn khoảng 20 mét. Xung quanh lúc đó tối thui, có nhiều bóng đen chạy ra hầm. Có tiếng la, để mẹ, nó tập kích rồi. Mình chui xuống được một bên của hầm chữ U liền dương súng lên quan sát ra phía có tiếng nổ, có tiếng nói của anh hùng xe trưởng hướng b hai hướng b hai vẫn tối thui và không còn tiếng nổ nữa một lúc sau có một bóng đen lao về phía mình tay cầm súng ngắn mình nhận ra đó là anh hùng xe trưởng ở bên kia hầm chữ u có một anh chàng vai đeo ba lô ẩn oi tay cầm khẩu ak đang loay hoay mãi không ngồi xuống được hầm vì lỗ hầm nhỏ chỉ vừa lọt người bị vướng cái ba lô phía sau lưng. Anh Hùng chạy đến quát. Quan sát hướng sau lưng. Giờ mày còn mang ba lô à? Quan sát kỹ, coi chừng nó bắn lầm. Nói xong, anh Hùng chạy quay về hướng xe bộ. Im lặng một lúc sau, thì hướng xe bộ có tiếng lao sao. Thằng Thắng bị rồi. Lúc này mình quan sát kỹ ở phía trước, hướng ra bìa phum. Trời tối thui không nhìn thấy gì, vẫn không có tiếng súng. Một lúc sau có tiếng anh cảnh bê phó Xây, mày với hai thằng nữa, chuẩn bị đưa thằng Thắng đi phẫu. Mình, Nở và anh Xây tiểu đội phó, ba người ba khẩu AK đi về hướng xe bộ, thì thấy bốn người của B2 với một cáng đã trở sẵn. Đường qua phẫu phải đi băng qua một cánh đồng tối thui, chỉ thấy lờ mờ phía trước. Ba người ở tiểu đội mình cầm súng đi trước, võng thằng Thắng được bốn anh chàng B2 thay phiên nhau khiêng, đi khoảng hơn hai cây số thì lọt vào một phun mà nơi trạm phẫu đóng tới nơi mình ngồi ngoài vẫn thuốc dê hút chờ bàn giao nghe loáng thoáng ủa vết thương này kỳ kỳ thôi mấy ông về đi sáng hôm sau vừa ngủ dậy mình đã nghe anh xây nói thằng thắng tự thương nó giàn cảnh như bị tập kích ngay cả nó gác mình hỏi kỹ thì được biết thắng sau khi bắn hai loạt ak về hai hướng đã ôm một gốc xoài cổ thụ ngay vị trí địa phum nơi gác chân đạp lên một quả lựu đạn M67 mở chốt sẵn, người ôm choàng gốc cây để tránh miếng nên chỉ bị thương ở bàn chân phải. Vì nổ sát chân nên vết thương ám màu thuốc nổ nên bị phát hiện. Thắng người Sài Gòn cùng đợt 31 tháng 7 năm 77 với mình. Đúng là mỗi người mỗi ý, không biết đâu mà lần. Trở về chuyện hồi xưa, Sáng hôm sau khi mình biết chuyện thắng xong, đơn vị lại di chuyển. Lần này chỉ đi qua phung kế bên, cách khoảng 1 giờ đồng hồ đi bộ. Phung này rất rộng, gà vịt, heo đầy phung. Lúc này mình mới biết rõ tất cả anh em trong tiểu đội. Thì ra đi với anh Thuấn là đi lạc. Tiểu đội mình thuộc B3, C2, d 26 Sư 5. A trưởng tên Dị, A phó là anh Xây, lính có 4 người. Quách như thân, lính 75 người Mường Thanh Hóa, Nở Khinh lính 76 và mình là Út lính 77. Cả ba ông 76 77 đều là người Sài Gòn. Hình như lúc này đội hình sư đoàn co cụm về Nam Lộ 7 nên các trạm giữa lục tục kéo nhau về. Quân số B mình đã tăng lên 10 người. Năm sáu ngày ở phung này, B mình lo củng cố dây và nấu nướng cải thiện. Tất cả các can 5 lít, thùng đại liên được trưng dụng làm đồ chứa mỡ và thịt heo muối bữa ăn hàng ngày thì có thịt gà độn cháo với cơm đến ngày rút quân đi bằng xe di nản hoi anh điều b trưởng còn tranh thủ sách ak bắn một con heo ở sát xe rồi quăng lên con heo này mấy ngày qua ai cũng chê là già không thịt qua biên giới b mình đóng độc lập tại cụm rừng hố bom cách sư bộ 8 cây số để phục vụ e 4 và D27. Lúc này sư đã chuyển hướng về đóng ở cứ chuồng bò Cà Tum. Nói qua về cứ hố bom, tên cứ là do lính đặt vì cứ đóng trong một cánh rừng sát một cái chảng tranh mà hố bom lớn bằng cái ao nhiều vô số. Trách về hướng biên giới bên phải, cách nơi bê ở khoảng 700 m là một C của G27, trinh sát sư. Đi theo đường bò về hướng biên giới tay trái khoảng 7 số là E4 bên mình đảm trách 3 trạm và một tổng đài phụ mật danh 300. Trực ở chỉ huy sở E4 là tiểu đội Anh Thuấn, mật danh là T1. Chốt giữa B và E4 là tiểu đội của Anh Tự, mật danh là T2. Chốt giữa B và tổng đài 200, sư bộ là một chốt 3 người rút từ 3 tiểu đội, mật danh là T3. Tiểu đội mình ở tại cứ hố bom, mật danh là 300. Quân số 6 mạng anh dị, anh xây, thân, khinh và nợ cùng mình đảm bảo sửa dây ở ba hướng, chốt giữa T2, chốt giữa T3 và C trinh sát sư. Vì là B đóng độc lập nên có anh cậy, C phó đi kèm và anh cảnh, B phó ở trung chốt. Anh điều B trưởng phải ở T3. Từ chỗ mình ra đường biên chỉ khoảng 800m, đường biên cách cứ C trinh sát đóng khoảng 300m. Mấy ngày đầu ở chốt thật là sướng, vì thịt heo tươi, muối còn phủ phê. Ở nhà tiếp tế ra chỉ toàn rau, bắp cải. Anh cạnh quê Hòa Bình còn sách súng đi săn kiếm thịt nhím để cải thiện. Gác đêm mình toàn ngủ ngồi, nhưng thời gian ngắn sau tình hình trở nên căng thẳng. Trinh sát sư báo là quân mình rút tới đâu, trinh sát miên bám theo tới đó. Anh cạnh không còn dám đi săn đêm nữa. Chuyện gì sắp đến đã đến vào gần chiều một ngày tháng 1 năm 1978. Đường dây giữa chốt T1 và T2 bị đứt. Anh Thuấn và Long Đầu Bạc sách máy đi sửa dây. Cả hai vừa ló ra một cái chảng nhỏ chỉ cách sở chỉ huy E4 khoảng một cây số. Thì Long đi trước liền bị tụi miên nằm cắt dây phục sẵn táng cho một quả B40. Nhưng rất may quả B40 trúng vào cây dầu to trách về phía trước bên trái nên cả hai đều vô sự rồi rút vào lùm le sát phía bìa rừng dương ak bắn trả hai ba loạt chiếu lệ rồi chạy rút giạt ra điện báo về e bốn hai oát lên máy báo về t hai không đi sửa dây bị phục rồi trinh sát e bốn ra bám báo về tụi miên có khoảng gần đại đội đào hầm chốt chặn giữa trảng cắt ngang con đường bò giữa t một và t hai chia nhau nằm hai đầu trảng chiều hôm đó mình quách thân dũng và hai người nữa mới được tăng cường từ đại đội của anh Cảnh, được lệnh lên T2. Đến T2 thì trời đã tối, khoảng 11 giờ đêm. Một xe thuộc tiểu đoàn 3 E4 xuất hiện tại khu vực gần T2 do anh Minh trực tiếp chỉ huy. Đến 12 giờ bắt đầu hành quân. Cả toán tăng cường từ dưới lên được lệnh sử dụng đường dây có sẵn phục vụ. Anh Minh chỉ huy trực tiếp một đại đội đánh vận động vỗ mặt nhổ cái chốt ở trảng. Bên kia trảng có một đại đội đánh ngược lại. Con đường bò từ chỗ T2 đến chốt chỉ khoảng hai cây số, mà đội hình đi mất gần 5 tiếng vì phải ngừng nghỉ liên tục chờ trinh sát bám địch. Đến khoảng 5 giờ sáng thì đội hình đã sát trảng. Lúc ngồi chờ vì tưởng còn xa địch nên mình nói chuyện với người kế bên như bình thường, thì bị một ông có dáng chỉ huy điểm mặt, nhưng thì thào nói với mình mày bò lên trên 100 mét nữa mà nói chuyện. Lúc này sau khi im lặng nghe ngóng, mình nghe rõ tiếng chặt cây phía trước, có tiếng thì thào. Tụi nó chưa phát hiện, còn chặt cây làm hầm. Một lát sau, trời còn tờ mờ thì rộ lên tiếng súng như bắp giang. Anh mình lúc này như con hổ chạy trồm dọc đường bò về phía trước. Mình với Dũng chạy theo chối chết. Đến một ụ mối, anh mình dừng lại để quan sát. Dũng thấy thế liền mắc máy và đường dây có sẵn bên đường rồi đưa tổ hợp cho anh Minh và nói Anh, anh, máy này Anh Minh khoát tay ra hiệu như là không cần Lúc này cối 60 của Miên bắt đầu rớt xuống sau lưng Mình thấy rõ từng bụng khói do cối 6 nổ giữa đường bò Phía sau mình khoảng 25 mét Quách thân núp sau một gốc cây lớn Bị một trái cối nổ trên đọt cây Nên lá rụng phủ đầy người Quách lấy tay mò mẫm cả người Coi có bị thương hay không Vì tiếng nổ quá gần Nhưng vô sự Lúc đó xung quanh lẫn trong tiếng súng Là tiếng hô xung phong dậy trời Mình không mở cả khóa an toàn khẩu AK nữa Vì quan sát xung quanh Chẳng thấy gì Bỗng từ trong rừng có một bóng người áo xanh Tay cầm khẩu RBD Trên ngực mang hai dây đạn chéo Thật ngầu như trong phim Lùi húi cắt ngang hướng mình Ra đường bỏ Lúc ngang qua tới mép đường bò ông anh ngồi bệt xuống nhìn mình nói chõng để mẹ nó bắn đạn không được mình cười cười rồi trả lời sửa không được à anh sửa hoài từ nãy giờ lấy hoài mà đếch ra được đến lúc đó thì tiếng súng đã ngớt chỉ còn tiếng súng bắn đuổi chứ không còn toang toác nữa mình theo dũng anh minh đi về phía trước đi khoảng gần một trăm mét thì tới chảng cách bìa rừng chừng bốn mươi mét Cả hai bên đường có hai hầm chữ U. Phía bên trái mình thấy một thằng miên nằm lọt thỏm trong ngách hầm, đầu dựa vào thành đất, mắt nhắm tịt, đầu ngửa lên trời như đang ngủ. Quan sát kỹ, mình không hề thấy vết máu hoặc bị thương chỗ nào. Thắc mắc, mình hỏi trong người đi kế bên, chắc là bộ binh. Ủa, nó bị thương chỗ nào mà không thấy máu? Tài bộ binh nghe hỏi không trả lời, lấy chân đá nhẹ đầu nghiêng qua, phía sau đầu thằng Miên một lỗ đỏ hòn tay hoầy. Do nó nằm ngửa đầu tựa xuống đất nên mình không thấy. Đứng quan sát kỹ, mình mới thấy lỗ của viên đạn nhỏ xíu nằm ngay khóe mắt nên bị da híp lại, máu dỉ ra một ít. Trên mặt đất kéo dài từ hầm bên phải đường, một vết máu trải suốt lối đi. Kế miệng hầm còn dàn đạn B41 mới nguyên. Trận đó nghe nói D3 thu được một đại liên Kalinov và một số đạn dược. Lối về lại cứ hố bom, cuộc sống ở chốt này bây giờ trở nên thoải mái trong sinh hoạt. Do anh Cạnh và anh Cảnh đã về tiểu đoàn. Lúc mới về chốt, anh Cạnh ra lệnh ban ngày không được răng võng, không được ngủ ban ngày để đề phòng sốt rét nên cả tiểu đội cả ngày không có việc gì làm, cứ đứng ngồi không in. Anh Dị là tiểu đội trưởng, đảng viên hẳn hoi, cũng nói nhỏ với mình ban ngày không mắc võng không có chỗ ngả lưng nó cứ thế nào quân số chốt bây giờ chỉ còn lại toàn lính của tiểu đội mình anh dị anh xây mình quách thân nở khinh sống tại một cụm rừng nhìn ra một tràng dầu có nhiều hố bom to nước dưới hố bom trắng vắt sinh hoạt hàng ngày thì thay phiên một trực máy một nấu cơm còn lại tự do chờ đi sửa dây nếu có ở đây thì có ba chuyện làm mình ấn tượng Ờ, chuyện ăn. Thức ăn như thịt heo muối, mỡ heo vẫn còn đầy ắp. Hàng kỳ cử hai thằng về T3 nhận gạo và thức ăn để dành lâu như bắp cải tròn, rốt khô. Hàng tháng nhận một lần nhu yếu phẩm, tiêu chuẩn bột ngọt, muối, đường, góp cho một thằng giữ để ăn chung. Còn mì tôm, sữa và thuốc lá thì mạnh ai người đấy giữ. Mình vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác ngồi trồm hỗm trên cái bài ăn đóng bằng cây rừng ghép lại. Ăn tô mì ăn liền, sau 2-3 tháng không thấy nó. Trên tô đầy ắt thịt heo muối, sắt mỏng. Có đầy đủ bắp cải, vỡ váng tô, một trái ớt rừng cay xè. Ngon không thể tạ. Mà ai đến bây giờ, mình cũng không có cảm giác ngon như vậy lặp lại. Còn trong chuyện sinh hoạt, hàng ngày thay phiên một người nấu cơm, một người trực máy. Mỗi đêm, mỗi thằng gác 1,5 tiếng. Thằng nào gác đầu 2 tiếng, thằng nào gác cuối kêu anh nuôi cả tiểu đội không có ai có đồng hồ nên gác chỉ phòng chừng thời gian có một ngày sáng ngồi ăn cơm thở than phiền hồi hôm mấy ông gác làm sao mà tôi gác ca cuối ngồi mãi không thấy sáng vừa nghe xong quách thân chỉ mặt mình nói thằng này này hồi hôm tao đổi gác cho mày nằm lại chưa ngủ được thì đã nghe tiếng nó kêu đổi gác rồi nghe xong mình đành cười trừ như thú nhận vì đêm hôm qua sau khi nhận gác từ quách thân mình lại ôm súng ra hầm ngồi mà cứ mắt nhíu lại mình ngủ tiếp đi rồi giật mình choang tỉnh cố gắng định thần quan sát ở phía trước nhưng ngủ ngồi hồi nào mà không hay mình choang tỉnh dậy lần nữa rồi tự nhủ chắc là ngủ được hai giấc thôi ra đổi ca được rồi mình liền vô đổi ga gác quay lại võng nằm thì nghe tiếng chở mình trên võng của quách thân và cặp mắt nhìn mình một cách ngạc nhiên của hắn. Rồi chuyện nằm võng khóc thầm trong đêm 30 Tết năm 78 vì nhớ nhà. Đây là cái Tết đầu tiên mình ăn Tết xa nhà. Đêm hôm đó mình đã nằm khóc, ra nước mắt thực sự. Khóc trong lúc anh em khác đang ngồi quây quần bên ấm chè. Mình khóc nhưng không dám cho người khác biết vì mắc cỡ. Mấy năm sau thì hết rồi. Cảm giác của mấy cái Tết sau đó nó quá bình thường, không biết tại sao nữa. Rồi có một buổi sáng, mình được lệnh về T3 gặp anh Điều mà không biết lý do. Đường về T3 lần đầu đi, vì mình chưa từng được đi lấy gạo. Đi theo đường dây băng qua một tràng dầu thì chui vào trong rừng. Đi khoảng hai cây số thì gặp T3. Thì ra chốt được đặt ở giữa rừng, xung quanh toàn là rừng. Chốt của tiểu đội anh Thuấn có anh Điều bê trưởng ở chung. Trong chốt có nuôi gà, do anh Điều bắt gà con trên phung đem về trong đợt rút quân bằng xe gặp anh điều ngồi trên võng mình cứ phân vân không biết có chuyện gì anh điều sau một buổi nói vòng vo về nhiệm vụ và tư tưởng của mình đã nói cậu có gia đình lên thăm ở tiểu đoàn đại đội cho cậu về gặp mình muốn nhảy cỡn lên thì ra vì trong thư viết về mình có viết tên đơn vị và nói là đơn vị con đã về đóng ở ca tây ninh nên mẹ mình lọ mọ hỏi đường lên thăm như hồi huấn luyện hỏi dò đường tại Katum, mấy ông bộ đội chỉ dẫn vào tiểu đoàn bộ, phải đi bộ hơn hai cây số từ ngã ba vào, khoảng đường từ T3 về đại đội hơn 3 cây số, mình đi như bày. Má ơi, mẹ ơi, con làm khổ hai người rồi. Mình có cả má lẫn mẹ, vì mẹ là mẹ ruột, ba mình mất sớm nên bà chị ruột của mẹ nuôi mình từ 2 tuổi đến lớn, mình gọi bằng má thay vì gọi bằng gì. Má mình không chồng nên rất thương mình. Cả hai bà mẹ đều lặn lội đi từ Sài Gòn lên Tây Ninh. Sang xe đi Ca Tum. Đường từ Ca Tum lúc đó rất xấu. Xe mỗi ngày chạy chỉ hai chuyến. Toàn phải đứng nhưng hai bà già cũng đi. Mặc dù chưa biết chỗ con mình ở đâu. Vì trong thư chỉ nói chung là ở Ca Tum. Lên xe hai bà nói với lơ xe là xuống chỗ D26 sư năm. Vậy mà hỏi lần theo đường. Đi bộ hơn 2 km cũng đến được tiểu đoàn bộ. Lúc đó đóng ở cạnh nông trường nuôi bò nên được lính gọi là cứ chuồng bò. Đại đội mình đóng ở bìa rừng, nhìn sang bên kia chẳng cỏ là nông trường bò nhưng chỉ còn chuồng, còn bò thì không. Mình về tới đơn vị, hai bà ông con khóc ròng rồi lôi đồ ăn đem ra cho mình. Có cả một lon cháo lòng mua ở Cát Tum vì mẹ mình biết mình thích ăn cháo. Đêm đó đơn vị cho mượn hai cái võng, hai cái tăng mình mắc cho hai ba ngủ giống y như các anh em xung quanh đêm nằm mẹ mình dù gì nói con chịu được không con nếu con muốn về với mẹ đem một bộ đồ con thay đồ ra đón xe rồi trốn về với mẹ con nhé má mình thêm vào về sông bé ở mẹ lo rồi mình nhìn má và mẹ nhẹ nhẹ lắc đầu không nói được lên lời bị xúc động má mình thấy vậy nói nó không chịu thì thôi tao với mẹ mày sẽ lên thăm nữa. Sáng hôm sau, đại đội cho phép mình tiễn hai bà ra Katum, Cùng đi bộ hơn 2 km. Trên đường đi, nói là má với mẹ đừng lên thăm con nữa, ra đơn vị chính thức rồi, ăn uống cũng đầy đủ, con không cần má và mẹ tiếp tế lương thực nữa đâu. Và lại đơn vị con di chuyển liên tục, má và mẹ đi cực khổ lắm, mà chưa chắc đã gặp con. Má mình chỉ nhìn mình rồi gật đầu. Nhưng chỉ một tháng sau, khi mình rời cứ về suối nước trong, cũng cách cứ cũ có khoảng 1,5 km, thì hai bà lại xuất hiện. Lần này lại còn thêm thằng em trai, đúng là tình mẹ thương con như biển Thái Bình. Lần này mình kiên quyết nói thẳng, má với mẹ đừng lên thăm con nữa, nếu không con không thèm viết thư về nữa đâu. Đó là lần thăm cuối cùng của hai bà trong đời lính của mình. Sau khi tiễn hai mẹ về, mình ở lại cứ chuồng bò chờ lệnh quay về chốt nhưng không sao thấy động tĩnh đến ngày thứ ba thì được lệnh phụ anh tổng đài giải dây cho e 16 sáu lúc này đội hình chính thức của sư chỉ có hai e là e bốn và e 16 sáu trung đoàn một bảy bốn chi tham chiến có d năm hai tiểu đoàn còn lại đang ở núi thị vải chưa lên được trong đội hình sư còn được tăng cường trung đoàn hai công an vũ trang lúc giải dây cho e 16 sáu tranh thủ vô chợ ca tum ăn hủ tiếu mình đã gặp bọn này nhìn quân phục nhầu nát vũ khí cũng như lính bộ binh sư mình nhưng có đứa còn đeo quân hàm lại màu xanh thay vì màu đỏ mình tự hỏi sao kỳ vậy công an cũng đi đánh nhau sau về hỏi mấy anh lính cũ thì được trả lời tội công an vũ trang mấy ngày sau có lệnh rời cứ đại đội từ cứ chuồng bò sang suối nước trong anh điều ở chốt kéo quân về Sáng ăn cơm xong, từ cứ chuồng bò, đi bộ khoảng 2 km là sang cứ mới làm nhà, đào hầm, chiều về cứ cũ. Mình được phân công làm anh nuôi cho bê, sáng vác hai cái nồi, gạo, thức ăn. Thức ăn thì chỉ có muối, bột nêm, dầu ăn, bột ngọt, đường, đi bộ qua cứ mới. Trong khi anh em đốn cây, tìm lá trung quân, cắt chanh làm nhà, đào hầm, còn mình thì lúi húi lấy nước để nấu cơm. Vì thức ăn không có nên anh Điều bảo mình xách súng đi cải thiện Ra dãy kiếm gì nấu canh Mình xách súng, quần đùi cột dây, áo K74 dài lòng thòng Nên mới nhìn cứ tưởng là không mặc quần Vài thì mang ba lô rỗng, tìm đường ra dãy cũ của dân để tìm cái gì đó nấu canh Cách cụm rừng đang làm cứ mới khoảng 1,5 km Có một dãy của người dân Mình ra tới dãy nhìn thấy vườn khoai mì Có những cái nhà tranh nhưng không có người ở. Nhìn ra phía sau có quầy chuối non, mình liền hái bỏ vào ba lô. Chui ra vườn khoai mì, đang lúi húi thì bỗng nghe tiếng người lao sao Mình vội ngưng nhổ, núp vào vườn mì quan sát kỹ thì thấy hai chàng du kích, vài mang hai khẩu M16 cùng một bà trạc tuổi bằng mẹ mình, mặc áo bà ba, đầu cuốn khăn, vừa đi vừa nói chuyện, tay chỉ trỏ vào vườn mì. Mình sợ quá, biết đây là chủ nhà trong ba lô đã có tăng vật ăn cắp là vài nải chuối non và vài củ mì mình từ từ bò theo hướng khác định đánh bài chuồn thì nghe ai đó sau đó là tiếng lên đạn của hai khẩu M16 mình sợ điếng hồn không biết tính sao nằm im thì sợ bắn ra thì sợ bị dẫn về đơn vị kỷ luật nhưng cái sợ bị bắn thì vẫn hơn mình vội vàng đứng dậy vừa hô tôi tôi bộ đội Dạ con đi hái mì về nấu canh Bà má sau khi nghe đã cho mình tự do oánh kích Thật là hú hồn Sau khi xây dựng cứ mới gần xong Thì lại lên đường tham gia chiến dịch cả hai Lại đánh sang lộ 07 Đường từ cứ trồng bò lên cứ hố bom quá quen thuộc Bên mình lại phục vụ E4 Lúc từ cứ hố bom đi bộ lên Khi đi qua chỗ trinh sát sư đóng Mình cố quan sát xem cột mốc biên giới chỗ nào Nhưng lại không thấy vì hai bên đường toàn là rừng. Không biết chỗ nào là đất Việt, còn chỗ nào là đất ca. Vì tiểu đội mình chốt chạm giữa nên luôn cách e bộ khoảng 3 cây số. Đi đến chiều thì ngừng nghỉ ở một phum. Tiểu đội mình đóng ở một nhà sàn nhỏ cách xây bộ khoảng 200 mét. Ở giữa là một con đường bò chạy dọc theo phum. Vì trong phum còn dân là vài cụ già không chạy được, còn ở lại nên cả bọn được chỉ thị không cải thiện linh tinh làm chính sách dân vận. Xe bộ đóng ở một căn nhà sàn to đùng, kế bên là một căn nhà sàn nhỏ, có hai ông bà già ca, chỉ nghe tiếng ho sủ sụ, không thấy người. Ăn cơm tối xong, thức ăn chỉ có món ruốc khô. Cả tiểu đội ngồi bên ấm trà bàn việc bắt gà nấu cháo. Mình được phân công đi bắt, khu nhà mình ở thì không có gà, chỉ có nhà sàn kế xe bộ, thấy có vài con đậu trên mấy xà ngang của các nhà sàn thế là mình đột nhập vào nhà sàn kế xe bộ vừa đưa tay lên thì bầy gà đã bay tán loạn mình hoảng hồn ngồi thụp xuống nhìn theo hướng gà bay và nghe tiếng tẳng hắng của chủ nhà trên sàn vọng xuống tiếc rẻ mình mò theo hướng gà bay ra đến bụi tre gai ven đường bò sát xe bộ trời tối om nên mình không sợ bị phát hiện chui vào bụi tre thì phát hiện một con gà mái mình đưa tay trái chụp được thì nó mở miệng kêu quảng quát hoàng hồn mình đưa tay phải bóp chặt cái mỏ của nó liền lúc đó có ánh đèn pin quét sáng loáng từ nhà sàn xe bộ kèm theo tiếng quát thằng nào bắt gà đấy mình ngồi im một lúc sau thấy không có gì mình liền bỏ tay trái ra định rút lui thì phạch phạch con gà vỗ cánh dữ dội do mình chỉ nắm nó bằng tay phải cầm ngay cái đầu mình vội chộp hai cánh của nó trời đất không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Tay trái cầm cánh, tay phải nắm chặt mỏ gà chính giữa hai bàn tay là một cây tre tổ trạng. Bỏ tay phải ra thì quảng quắc, còn bỏ tay trái thì phành phạch. Ngồi suy nghĩ một lúc, mình quyết định vặn cổ con gà cho đến khi nó mềm nhũn ra mới từ từ bỏ về. Tối đó được một bữa cháo gà, vừa ăn vừa ngó về hướng xe bộ. Ngày hôm sau lại hành quân ra lộ 7. Buổi trưa hôm đó anh Minh nghỉ nấu cơm, ăn tại một cánh rừng, ven lộ 7. Ăn xong lại được lệnh chuẩn bị dài dây phục vụ C3-E4 đánh phun sở 3, Bắc lộ 7. Lại đi bộ dọc lộ về hướng Tây. Đến gần chiều thì gặp E4 tại ngã 3 vào sở 3. Nghỉ ở đây đến khuya thì bắt đầu hành quân. Đường vào phun sở 3 là một con đường nhựa. Hai bên đường là cánh rừng cao su bạt ngàn. Đội hình đi hàng 1 đi giữa hai hàng cao su cách đường nhựa một đoạn trời tối mịt nên chỉ bám theo bóng lờ mờ của người đi trước vài mang ba lô hai cuộn dây một khẩu ak bao xe ngực ruột tượng gạo nhưng vì được dừng lại nghỉ liên tục nên thấy cũng khỏe đoàn quân cắm cúi đi trên tầng lá khô dày khoảng một tấc xung quanh im lặng như tờ chỉ có nghe tiếng thỉnh thịch của bước chân và sao sạt do dẫm lên lá khô bỗng có tiếng rít nhẹ trong cổ họng từ phía trước mặt thằng nào ở phía sau giơ chân lên đi cứ lề sột soạt giơ chân lên cao mà đi thì ra do thói quen dân thành thị mình lê bước chân sát mặt đất nên gây ra tiếng động lớn do lá khô vội vàng giơ chân cao mà đi khoảng bốn giờ sáng thì đội hình dừng lại nghỉ hơi lâu chắc là trinh sát đang bám đường mình chui tọt xuống một cái hố to bằng một nền nhà nhỏ vấn điếu thuốc dê Móc hộp quẹt ra rồi mồi thuốc Thì nghe tiếng quát nhỏ Thằng nào hút thuốc đấy Muốn chết à Lúc này mình đã lỡ mồi thuốc xong Thôi thì chui vào góc hố Bụng tay che lại cho hết Hút xong điếu thuốc Thì phía trước dậy lên nhiều tiếng nổ ầm Xèn lẫn một loạt AK Từng ánh chớp sáng bừng lên Không có tiếng súng Chỉ nghe toàn tiếng nổ như liệu đạn hoặc mìn Mình ló đầu ra khỏi hố Quan sát xung quanh Mỗi gốc cao su một ông nằm dài ngóng cổ nhìn về phía trước. Phía có tiếng nổ, nhưng có thấy gì đâu. Tiếng nổ dậy trời được 3 phút thì im lặng. Mình, anh nở và hai chàng không biết đơn vị nào, cứ ngồi dưới hố mà chờ. Trời vừa tờ mờ sáng, bên kia đường bỗng vang lên tiếng cưa cây và tiếng cây cao su đổ. Thì ra tụi cối tám đang phát quang xạ giới, chuẩn bị bắn hiểm trợ. Rồi tự nhiên có lệnh tháo súng đi tiếp. Đi lên phía trước khoảng 150m, bên trái đường nhựa, có xếp 3-4 phi chất đầy đất. Phía sau thùng phi là một giao thông hào, nằm vắt vẻo trên giao thông hào là một xác thằng địch. Đi tới khoảng 150m nữa, bên phải đường có một dãy nhà giống như nhà kho lập tôn. xen lẫn phía trong là một số nhà sàn, lại được lệnh dừng lại mắc máy phục vụ và chờ. Khoảng 2 tiếng sau, lại lên đường tiếp. Vừa đi vừa giải dây dọc theo đường Khoảng 3 km Thì tới một phung nhỏ Tiểu đội dừng lại bên ngoài căn nhà tôn dây bộ đóng tạm ở hiên nhà Căn nhà nằm trên một triển dốc Nhìn xuống một cánh đồng Xa xa có một con đường đất đỏ Lúc này hai oát tiểu đoàn Lên máy liên lạc với đại đội Lần đầu tiên mình nhìn thấy máy 71 Của Trung Quốc Nó lịch kích Không giống PRC-25 Máy 2 oát mà C1 bình dùng màu nó màu xám khi làm việc để cố định thay nghe và nói riêng thông tin dê cũng dùng mã lạ quá nó toàn đọc tên các tỉnh khác với mã toàn là số của c 1 ở đây đến chiều thì tiểu đội được lệnh quay về phum hồi sáng để lập một chốt giữa nghỉ đêm lúc được lệnh đi thì mỗi chàng trong tiểu đội mình trên tay đã xách hai con gà mình thấy vậy cũng dường súng nhắm vào một con đang đứng xa xa con gà nhảy dựng lên rồi bay mất tiêu để lại một chân và một cái lông tơ mình nhắm thẳng con gà nhưng vì khoảng cách có khoảng 40 mét nên đạn ăn xuống kết quả là chật lất đường về Phung chốt giữa đi rất khỏe vì trên vai không còn hai cuộn dây đêm đó bốn thằng ăn năm con gà luộc trải trên lá chuối một mâm rau sống toàn xá lách rau thơm hành luộc hái ở bìa phum tối ngủ khỏi phải gác rồi sáng hôm sau, lui quân về lộ 7, rút về đóng ở một căn tròi lá nằm ở ven lộ, được lệnh khẩn cấp thu dây, chờ xe trở về nước. Lần này về gấp gáp nên không kịp dự trữ lương khô như trước. Nghe lỏm, do Pol Pot thừa ra quốc tế nên ta phải rút quân khẩn về nước. Có đơn vị vừa nhổ quân thì thấy đằng xa có một tốp dân ca vừa chạy theo vừa la. Còn tốp Việt Nam ui, chầm chi cun cả phù chia tam phòn lần này có một số dân ca theo về việt nam tị nạn lại về cứ suối nước trong tiểu đội mình thuộc phân số dự trữ nên ở gần mặt trời suốt thời gian này nhưng quân dự trữ lại là cực nhất vì sống thì sát đại đội nên gò bó nhưng ở đâu có im mình rút đến đâu địch bâu bám tới đó mới về có vài ngày là các đơn vị phía trước đã có nổ súng do các toán thọc sâu tập kích của miên vừa về cứ hai ngày cả tiểu đội mình được lĩnh phụ cấp nên xin cả bốn mạng mình anh nở khinh và một tay nữa mình quên tên ra một quán ở gần chợ ca nhậu một trận nhậu say quá phải ngủ lại đến chiều trời vừa sập tối cả bọn ngật ngưỡng đi về vừa ra khỏi quán thì gặp anh xây xách súng đi kiếm anh xây nói ở nhà lo sốt vó biểu tao đi kiếm vì tụi bay xin đi chợ mà từ sáng đến chiều không về. Đường từ quán về đơn vị hơn 3 km đường rừng, vừa đi vừa lo, nhưng về thấy không ai nói gì, khi nghe anh xây báo cáo, chắc cũng thông cảm cho cánh lính lác. Ở cứ được một thời gian ngắn, thì trong B xảy ra hiện tượng đảo ngũ và đau mắt để được đi viện. Không biết làm thế nào mà mắt các huynh đó cứ đỏ hoạch lên như đau mắt hột, mù da kèm nhèm. Y tá đại đội cũng bó tay, phải cho đi phẫu sư một đi không trở lại và rồi lại lên đường chiều hôm đó được lệnh giải dây từ tổng đài lên để phục vụ dây hai e bốn trên khu nhà tôn phía bắc sân bay ca dây này bị bọn miên áp sát nên sư trực tiếp chỉ huy từ đường dây ra trục e 16 sáu nối vào vừa đi vừa giải dây cắt về hướng dây hai phụ trách toán là anh cảnh bê phó cả toán đi có anh xây anh nở khinh Quách thân và mình Khởi hành từ 9 giờ tối Giải vừa xong 4 cuộn dây Thì lạc đường Đường đi tối thui, xuyên qua một chảng cỏ Có nhiều đường bò, cắt sen kẽ Nên đi theo hướng này Tới suối, không có lối đi lại Thu về Lại theo lối khác, giải hết 4 cuộn dây nữa Thì phát hiện đường dây cắt ngang lối đi Máy mắc vào im lặng Ngay một lúc thì có tiếng Việt Hỏi thì biết Đường dây của D1 xuống đại đội lại thu dây về chỗ cũ lần này ngồi chờ anh cảnh và hai người nữa cắt đi tìm đường ngồi giữa trạng có thuốc dê và hộp quẹt hết đá cả bọn ngồi ngáp vặt mình nảy ra sáng kiến dùng máy quay nối hai đầu dây cho nẹt lửa móc ruột hộp quẹn ra kê sát vào rồi có lửa phì phà thuốc chờ một lúc thì anh cảnh quay về với khuôn mặt đăm chiêu vì cắt hoài không ra chỗ suối có cầu vượt Mặc dù đi dọc suối khá lâu Đành ngồi chờ anh cảnh Điệu về phía sau Nghe báo cáo và nghe chửi Ở tổng đài tức tốc cử hai người ra lại lên đường Đến được bờ suối Có gốc cây lớn bắc qua Thì trời đã tờ mờ sáng Hai người tổng đài rút về Cả toán lặng lẽ vừa giải dây Vừa băng qua cầu Vừa qua cầu thì đường lên một dốc hơi cao Hết dốc khoảng 100 mét Là ra tới đường lớn Dây bộ ở một căn nhà kho lớn không vách, chống soát, xế về bên phải bên kia đường. Trong khi chờ nối dây cuộn mới, mình liền tiến về phía trái hơn 20 mét, đứng lên một ụ mối để quan sát ở phía trước, thì... Cóc! Oanh! Một trái M79 nổ sau mình, khoảng 15 mét sát về đường. Cả bọn vác ba lô chạy băng qua lộ về hướng dây bộ. Đến dây bộ báo cáo thông tin sư mắc dây xong mắc máy để chờ liên lạc. Điện báo về tổng đài đường dây đã thông. Dây bộ cử người ra bố trí hầm và phân công gác một hướng. Phía hướng gác là đồng trống xen kẽ nhiều ụ mối lớn. Xa xa là một cụm rừng. Hầm đang có ở giao thông hào thông với dây bộ đàng hoàng. Chiều về bắt đầu có tiếng súng rộ lên từng chập. Phân biệt rõ tiếng đạn toàn toát của địch và tiếng bắn trả của ta Thỉnh thoảng bức tường đất của căn nhà tranh Cách hầm khoảng 25 mét Tung bụi lên vì đạn nhọn cắm vào Đêm xuống đê ca địch Bắt đầu bắn cầm canh Ở bìa rừng phía trước Nháng lửa sáng lên một lúc Thì ung oanh Đê ca đi thật nhanh Tiếng đê pa và tiếng nổ liền nhau Đến 11 giờ đêm Thì tự nhiên có lệnh thu dây Rút quân Lại lọ mọ thu dây Rút theo lối cũ Tiếng súng cứ thi thoảng rộ lên sau lưng Vừa qua tới bờ suối bên kia Thì lại ầm ầm Hai quả cối sáu nổ lên tù tì Cách chỗ cả bọn đang lúi húi vừa đi Vừa cuốn dây khoảng 40 mét Cả bọn nằm dạp xuống Ngóc đầu dậy Vừa cuốn dây vừa chạy Rồi cũng về được tổng đài Rằng võng nằm ngủ Mà bụng lại đói meo